Ui, trời ơi. Trời đó, ừ. Nặng quá trời. Rồi à, bữa nay nhiêu tiền, Cúc? 490. Ê, đừng. Bà chủ biết nó thối thì còn mở ra làm chi gì? Tao kiểm tra coi có đủ hay không. Rồi à, còn bao nhiêu tiền? Đưa đây, không có giếm à. Mười mấy ngàn cũng đòi lấy lại đi. Trời ơi, mười mấy ngàn cũng là tiền chứ mày. Bây giờ 4-5 ngàn cũng mua được giá vốn một con cúc nữa đó. Đi vô lấy đồ nghề ra lẻ. Làm cho kịp. Ôi trời ơi, xin. À, thấy chưa? Mới có mấy phút thôi á mà nó đỏ tươi như là mới vừa nhổ lông vậy đó. Ghê. Ừ. Thôi bây giờ á, đi ra ngoài dọn hàng trước đi. Bài bàn ghế ra, nhớ mắt khách nha. Rồi đây là ta làm xong chiên từ từ là vừa. Được rồi. Quán đóng cửa, nay bận lấy vợ, lấy xong mai bán lại. Rồi xong luôn. Bữa nay không có được ăn cúc chiên bơ ở đây rồi. Giờ đi nước ngoài phải làm sao? Chờ thật xíu, thì lấy điện thoại search coi gần đây có quán nào nữa không? Vậy lẹ đi thầy. Em lỡ hứa với mọi người hôm nay đãi mọi người ăn cúc chiên bơ tràn mãn họng rồi đó. Giờ mà không có không biết nó làm sao luôn. Mùi gì thơm quá vậy ta? Mùi gì như mùi cúc chiên bơ vậy? Bên này 10.000 một cút chiên bơ, thơm ngon bổ rẻ như mơ luôn này. Cút chiên bơ đây, 10.000 một cút chiên bơ, tặng kèm một ly nước mơ siêu to khổ lòng. Không lâu. Thầy, bên đó có bán cút chiên bơ kìa. Thì nghe rau mà. Hay quá, bây giờ có bên đó mở, vậy mình qua bên đó đi thầy. Nhưng mà mình chưa ăn bên đó bao giờ, biết có ngon đâu. Thì mình phải thử mình mới biết chứ. Hơn. Đây. Cảm ơn tụi con nha. Mai mốt mà có rảnh nè à, cần ăn ghé đây ủng hộ con nha. Dạ, thơm ngon quá trời luôn. Lại còn được khuyến mãi nữa. Lần sau con sẽ giới thiệu bạn bè, cô yên tâm. Rồi, cảm ơn hai đứa. Đi về trung tâm, thầy còn cuộc họp gấp. Dạ. Ê, có người đặt ra 30 con nữa là bà chủ. Trúng mánh rồi. Làm liền. Phụ cái. Chiên bơ thơm ngon, mời mày ăn nha. Ê, khoan. Ủa sao vậy? Mình chờ thầy đã. Hồi nãy tao nghe thầy báo là thầy đi họp gấp cái gì đó. Thầy kêu mình ăn trước mà. Để nguội mất ngon làm sao. Đợi thầy chết thèm nữa. Vậy thôi mình ăn. Nhưng mà mình chờ tha thầy mấy miếng. Ok luôn. Giờ thơm ngon, mời thầy ăn nha. Yên đây không giờ thêm nữa. Mình đặt chừa mình rồi nữa. Ngon á, thử miếng cả. Ê đứa nhỏ. Mấy đứa. Chú. Hưng. Tụi em ăn hết luôn á hả? Tụi em ăn hết rồi thầy. Mà đau bụng quá. Thầy ba. Ủa? Mấy đứa nhỏ bị sao vậy? Mấy em nó có dấu hiệu chứng thực. Thầy phụ em đưa tụi nó ra ngoài kinh đó. Thôi từ từ nằm xuống. Nhẹ người ra. Rồi. Rồi thấy trong người đỡ chưa? Thầy ba, tụi nhỏ mới ói xong á, mất nhiều nước á. Thầy cho tụi nó uống nhiều cái nước khoáng chất vô để bù nước cho tụi nó. Nếu mà tụi nó nặng hơn á thì đưa đi cấp cứu. Em có gì gấp phải đi. Không là nhiều người bị ngộ độc nữa. Rồi.
thầy, em đi theo thầy. Cậu ngay đây, mọi người dừng lại. Vừa lắm, giải hắn đi đi công an. Làm ăn chân chính thì không làm, làm gì đó không. Thầy, em xin lỗi thầy, tại vì không nghe lời thầy, tụi em không biết sao cứ nhào nhào vô mấy cái quán vậy. Thôi, rút kinh nghiệm lần sau. Đợi bụng mấy đứa khỏe khỏe xíu đi, xong rồi thầy tự làm cút chiên bơ đãi mấy đứa. Thiệt hả thầy? Sao cái gì thầy cũng biết vậy? Tôi là thầy giáo mà, cái gì mà tôi không biết. Thôi về coi mấy bạn sau. Dạ. Cảm ơn em. Hẹn lần sau nha. Tiếp theo. Dạ, em chào anh ạ. Thấy cũng được á. Chơi luôn đi anh. What's up, what's up? Yo. Rồi, ok. Hôm nay bên anh có đang tuyển casting 3 vai. Đây là một nam chính thư sinh, một vai bố của nam chính thư sinh và một vai gangster. Không biết em muốn casting vào vai nào nhỉ? That's cool bro. Anh nhìn là biết em vô vai gì đúng không? Em là gangster, real gangster, super super real gangster đó nha man. Không mấy em có thể giới thiệu một xíu về bản thân của em được. Em chờ câu nói đó của anh á. Em là T Blue, aka Baby Blue. Em từng đi tù ở bển 5 years. Mấy anh có muốn nghe chuyện em đi tù ở bển không? Ok, em cứ nói đi. Tụi anh cũng đang cần một diễn viên mà có kinh nghiệm giang hồ ngoài đời thật một tí. Các anh mà nghe được chuyện này ha, các anh không khóc nữa thôi luôn á. Rất là ghê nha mấy anh. Một thằng như em đi tù bên bển rất là khổ nha mấy anh. Em là có 60kg thôi, còn tụi nó gấp đôi gấp ba mình, nặng 80-90kg. Có thằng 100-200kg. Thằng nào bự nữa, nặng nửa tấn nha mấy anh. Rất là ghê nha mấy anh. Em vô tù á, em là cấp 5 thôi. Em là stay 5, không phải là stay 1, 2 mà là stay 5 nha mấy anh. Lúc em vô tù á, em cũng bình thường thôi. Em 5 năm, từ 5 tới 15 năm, nó sẽ nhốt chung một cái tù. Trong đó ha, là hiếp dâm nè, giết người nè, ghê lắm đó mấy anh. Sao? Ghê không anh? Hơi nóng xíu. Tiếp đi em. Màu của chú bên anh cũng đang cần đấy. Tới luôn đi chú em. Sợ lắm nha mấy anh. Ở trong đó mình mà lạng hoạn rồi nó đâm, nó thọc mình. Mà trong đó đặc biệt là tụi nó ăn cắp. Rất là ăn cắp luôn nha mấy anh. Ăn cắp, rất là ăn cắp là như nào cha? Để im cho chú em nó kể. Đang hay, đang ghê mà. Đúng rồi đó, ghê lắm nha anh. Mình mà có đôi dép là nó lấy đôi dép của mình luôn. Mình mà có cái quần xì gách nha, cái quần xì mà gách như cái lưới á, là tụi nó cũng lấy luôn. Xong rồi mình hỏi, lấy làm gì vậy? Mấy anh biết nó nói làm sao không? Nó nói làm sao? Nó nói á, nó lấy nhiều cái, xong nó đan thành cái lưới, nó đi đánh cá. Trong tù mà nó đòi đánh cá, mấy anh tâm thần. Rồi một ngày, em thấy có một thằng chung phòng với em. Em thấy nó cũng hiền. Mà giang hồ ở bển nha mấy anh, nó không như giang hồ bên mình. Giang hồ ở bển á, nó đi làm cả ngày, xong tối về nó mới làm giang hồ. Tụi nó chỉ là giang hồ bạc tham thôi. Còn giang hồ bên mình nha, đã là giang hồ, là giang hồ cả ngày, giang hồ full time nha mấy anh. Xong em mới lại nói chuyện với nó. Xong cái nó mượn em cái CD. Em cũng ok thôi, mày muốn mượn tao cho mày mượn. Em cho nó mượn.
Xong 2 ngày sau nha mấy anh, em mới đi qua em hỏi nó: "Hey, where my CD at? I need that shit back." Anh biết nó nói làm sao không? Mất rồi, nó kiếm được nữa. Xong em nóng máu rồi. Vậy là không xong với em đâu. Em canh lúc nó đi tắm. Anh lên phụ quả giùm em. Tôi. Anh với ai nữa? Lên hỗ trợ em đi anh. Tắm đi anh. Tắm đàn ông lên anh. Nè nè, anh nhìn đoạn này nha. Em rất là nhanh luôn. Em là gangster chứ em nhanh như là ninja á. Em là like a ninja, like a super super ninja luôn nha. Nó không thể nào thấy được em luôn á. Pow pow pow. Nó xỉu anh, nó xỉu, em quýnh cái nó xỉu. F-U, F-U bitch, F-U thousand times bitch. Xong mấy anh, có ở đằng xa có 4-5 thằng police nó ập tới. Thằng nào cũng nặng nửa tấn nha anh. Nó ập vô em, click click. Rồi, nó bắt em qua khu khác luôn anh. Ờ, tôi xong chưa, xong chưa? Dạ xong rồi anh. Thì anh thấy em cũng có được cái chất Ramster real gì đó, nhưng mà hình như là nó chưa phù hợp với tiêu chí bên anh, nên thôi hẹn em lần sau nha. Anh nói gì vậy? Anh kêu tôi kể quá trời kể vì anh nói gì vậy? Tôi đâu quất luôn vậy tin không? Cái gì vậy? Trời ơi, ở đây đó hả? Đi phá làng phá xóm vậy đó hả? Đi về uống nước liền đây. Đi về. Ông về đó. Xin lỗi. Trời ơi, xin lỗi, sơ suất của tụi em nó thả mấy đứa này đi lung tung. Xin lỗi. Không về đâu. Đi vậy. Mặt mày lì như một con trâu.